Thưa quý vị và các bạn, tình trạng người dân sống gần kè biển nói chung và ở kè biển thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong nói riêng vẫn ngang nhiên đổ rác thải xuống những nơi này ngày càng nhiều, khiến môi trường nguồn nước bị ô nhiễm nặng. Kè chắn sóng ở thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong giai đoạn 1 và 2 được xây dựng đến nay phát huy được hiệu quả trong việc chắn sóng biển, bảo vệ bờ biển không bị sạt lở. Khu vực này cũng là nơi neo đậu tàu thuyền của thị trấn. Tuy nhiên, trên mặt bờ kè và khu vực bờ biển tồn đọng nhiều rác thải. Chạy dọc theo bờ kè dài khoảng 1 cây số, nhìn thấy môi trường ở đây thật phản cảm, ngổn ngang đủ loại rác thải, từ xà bần đến các loại rác sinh hoạt vứt thành từng đống. Trong đó, phần lớn rác thải tấp vào bờ kè là do khi thủy triều lên, rác theo sóng tràn vào bờ. Nhưng khi nước rút thì rác bị các chấu kè chặn lại. Nguyên nhân khác là do một bộ phận người dân sống ở đây thiếu ý thức trong việc bảo vệ môi trường. Bình Thuận quan tâm đến bảo vệ môi trường, phấn đấu trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh với quyết tâm cải thiện môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã phát động nhiều chương trình hành động, tuyên truyền để người dân ý thức bảo vệ môi trường. Đến nay, người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, nhưng đâu đó vẫn còn bộ phận người chưa ý thức được. Trong đó có những câu chuyện về việc thấy ai xả rác vô tội vạ ra nơi công cộng, sẵn sàng lên tiếng ngăn chặn. Tuy vậy, họ lại vấp phải phản ứng ngược, bị đối tượng xả rác chống đối lại. Tình trạng này không phải là hiếm trong khu dân cư, khiến nhiều người bức xúc với trăn trở bao giờ thay đổi được suy nghĩ của những người thiếu ý thức ấy để rác thải không còn vứt bừa bãi ra nơi công cộng. Năm nay là có cái kè, là bây giờ là bà con cô bác yên tâm hết rồi, ai cũng làm nhà lại được rồi. Nhưng mà là còn là cái chuyện mà môi trường dơ giấy là bà không có nói được. Bởi vì ra rồi đổ, rồi dơ giấy lắm. Rồi là nói người này thì người kia đổ, nói người kia thì người khác đổ. Thì bây giờ là nhà nước phải cho người làm sao mà có một tấm bảng để mà là khỏi dơ giấy, cái môi trường dơ lắm. Tháng này tới tháng 2, tháng 3 là thúi mà vô nhà là chịu không có nổi. Ai thì mình nói giữ về chung sạch sẽ, mà không có ai là theo như ý mình. Mà ý mình thì mình đổ về xa, còn ý người ta khác. Mình xuống mình nói là đổ về xa, người ta nói ai nhất cẳng đổ không được, nhất cẳng đổ không được. Người ta xuống xe xuống bật một xí, bứng vào đây chụp da, đứng đây liền da ó vậy ấy. Rồi bắt đầu nước thì thải ra chạy thẳng ra về đây nè. Rồi bắt đầu nói ra này, kia kia nọ, mà mình thì mình không dám nói, mình thấy ở trường mới sớm nói mắc lòng mắc bề về da. Ở đây thì nói chung trước mặt đây thì người ta giữ sạch sẽ, có ở trên xa dưới đó bưng xuống đổ không. Ở mình thì ai cũng giữ hết đấy. Nói chung không, bên đây người ta nói, bắt đầu ta thấy khi ta không nói nữa ta giác, rồi bắt đầu mình thấy cái tay ăn mắt mình nói, rồi bắt đầu ta quay lại ta muốn chụp mình thì mình thấy ta hung dữ, mình cũng sợ, mình cũng không dám nói luôn ó, vậy giờ mình cũng nín luôn. Bây giờ mình bỏ giác cái ai làm mình làm, chứ bây giờ mình biết sao đây giữ về dinh không sạch sẽ. Bây giờ mình ở đây á, thì mình muốn ta sạch sẽ, mà người ta ở trên xa người ta khinh thường mình, khi ta đem xuống nó ta chụp không mà rồi nói ăn ta gây lộ với mình, rồi bây giờ mình không có tay luôn, mình làm sao mình nói được nữa ó. Thông qua các buổi tuyên truyền, ra quân thu gom rác thải trên bãi biển của các lực lượng chức năng góp phần nâng cao nhận thức người dân trong bảo vệ môi trường biển, bờ biển. Tuy nhiên, một bộ phận ngư dân còn thiếu ý thức khiến các hoạt động bảo vệ môi trường biển gặp khó khăn nhất định. Tình trạng người gom kẻ xả khiến điệp khúc thu gom rác trên bãi biển chưa có hồi kết. Cứ sau mỗi đợt sóng to, gió lớn mang theo một lượng rác thải đủ loại từ ngoài biển tràn vào bờ, ảnh hưởng đến môi trường. Người dân và các hội đoàn thể địa phương mất nhiều thời gian, công sức thu gom xử lý, không cách nào khác ngoài triển khai các biện pháp vận động, tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân trong bảo vệ môi trường biển với phương châm mưa dầm thấm lâu. Chính quyền địa phương cùng các cấp cũng đã tổ chức đi đến từng hộ gia đình để vận động bà con nêu cao vai trò trách nhiệm trong bảo vệ môi trường biển. Đó chính là bảo vệ sự sống của họ. Dọc theo tuyến kè biển được quy hoạch, các điểm thu gom đặt thùng đựng rác và yêu cầu người dân bỏ vào thùng đúng quy định. Tuy nhiên, một bộ phận người dân và ngư dân nói riêng còn thiếu ý thức, thường xả rác trên kè, trên biển, khiến môi trường chưa thật sự sạch. Chính quyền địa phương thường xuyên yêu cầu ngư dân trong quá trình đánh bắt phải giám sát lẫn nhau, nhắc nhở khi phát hiện hành vi xả rác xuống biển. Môi trường là chuyện dài hàng năm, dài tập. Tuy rằng không phải là nhà nước cấp thị trấn đâu, cơ quan, đoàn thể, tất cả những bên ngành đều vô, cũng vận động bà con hết. Mà mỗi một lần như vậy là cái ý thức người dân chưa có được cao. Mà đã nhiều lần mà một năm như vậy là cũng nói ta lồng ghép vô trong vấn đề mà thường thường họp tiếp hội đồng nè. kể cả tỉnh, huyện xuống dưới địa bàn này tiếp xúc cử tri, người dân cũng vẫn phản ánh về vấn đề vệ sinh. Rồi chỉ đạo chung của nhà nước là vẫn khuyến khích bà con là nói nhiều chuyện để mà tạo môi trường sống cho bà con là trước mắt. Thì tôi nghĩ là do ý thức tập quán của họ, nhưng mà đã nhiều lần rồi nó ghê lắm. Họ thành tất cả những lồng ghép những cái chuyện này đem vô để mà nói, thậm chí là đem kể cả những cái bản mà dọc cấm lê rét đưa ra mà những cái điều kiện phạt cái cơ, phạt bao nhiêu nhưng mà sao thống quen họ ý lại. Đó làm sao tạo, làm thế nào cho người dân ý thức trước là dân là chủ thể. Với vấn nạn rác hiện nay thì hàng năm địa phương cũng đã tổ chức rất nhiều cái đợt ra quân là để thu gom, xử lý và cái làm sạch vệ sinh môi trường tại khu vực kỳ biển này. Tuy nhiên là nhận thức của người dân cũng như ý thức của người dân trong quá trình bỏ rác đúng nơi quy định cũng còn hạn chế. Thì xuất phát từ tình hình trên thì địa phương rất có nhiều giải pháp. Thứ nhất là gắn bảng tuyên truyền để người dân ta bỏ rác đúng nơi quy định hoặc là không vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường tại cái khu vực kỳ này. Thứ hai nữa là cũng kêu gọi các người dân khác khi mà phát hiện người dân nào mà bỏ rác mà không đúng nơi quy định có quay phim, có chụp hình và địa phương sẽ có cái xử lý bằng hình ảnh, và qua đó cũng là có khen thưởng nóng đối với các cá nhân tổ chức mà có cái phát giác đối với những người dân mà không có ý thức là bỏ rác đúng nơi quy định. Thì trong năm vừa qua thì địa phương đã có bắt và xử lý rất nhiều trường hợp bỏ rác không đúng nơi quy định. Thì sắp tới đây thì bằng cái sẽ kêu gọi một số hội đoàn thể sẽ gắn camera nhiều hơn tại khu vực này, cũng như là tổ chức các đợt giao quân rồi trồng cây xanh để tạo cảnh quan khu vực này để nâng cao cái nhận thức của người dân. Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh nói chung và huyện Tuy Phong nói riêng đã tổ chức thu gom rác thải theo lịch trình hàng tuần, tháng, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo vệ môi trường chung. Tuy nhiên, do ý thức của người dân sống dọc theo bờ biển kém nên vẫn ngang nhiên đổ rác thải xuống những nơi này, khiến cho việc thu gom rác thải rất khó khăn. Tình trạng xả rác bừa bãi vẫn tồn tại. Về vấn đề này, các địa phương kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi xả rác bừa bãi, tuyên truyền mạnh hơn nữa để nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ giữ gìn môi trường trong lành tại những khu vực trên.